Em. Ây. Em có sao không? Em. Không thấy hay sao mà còn hỏi? À, để anh coi. Không có con. Sao em bất cẩn quá vậy hả? Anh còn nói nữa. Không phải anh xong cho phòng của tôi là tôi rớt cái thước này xuống làm đau chân tôi. Giờ còn nói nữa. Ủa, nói vậy là lỗi của anh đó hả? Xin lỗi lỗi tôi. Ờ thôi em xin lỗi đi, tại anh gấp quá. Bất lịch sự. Nè, ở đâu ra cái thái độ đó với giám đốc vậy? Rồi sao? Em nói ai bất lịch sự? Phòng này có hai người à, không để tôi tự nói tôi. Ủa, bộ mới sáng sớm ra gây lộn với ai sao mà bực bội với anh vậy hả? Hả? Đúng. Tâm trạng của tôi hôm nay không có tốt đâu. Làm ơn để cho tôi yên đi. Đừng làm tôi điên lên, tôi cắn đó. Trời, sợ quá. Nè, hôm nay anh qua đây nhờ em giúp một chuyện được không? Tôi không có đi tiếp khách hàng với anh đâu nha. Biết rồi, cái này là chuyện riêng chứ không phải là chuyện công. À, vậy nếu là chuyện của Thủy thì tôi lại càng không giúp anh nữa. Thôi mà, chỉ có em mới giúp được anh thôi. Thật ra cái chuyện của anh với Thủy không liên quan tới tôi. Em à, sau khi anh chia tay với Thủy xong thì anh mới biết được điều là anh không thể nào thiếu Thủy. Tôi không muốn biết. Em à, nhưng mà anh thật sự còn rất là yêu Thủy. Em phải giúp anh, em phải... Cái đó là chuyện của anh. Không giúp, không muốn biết. Ok. Hết chuyện chưa? Vậy? Ừ, anh pha cho em á. Sao tự nhiên bữa nay pha nước sẵn cho em luôn vậy? Thì anh kêu em xuống nói chuyện thì anh pha cho em uống trước. Rồi anh có chuyện quan trọng nói với em. Rồi nói đi, em nghe nè. Anh đã lấy hết dũng khí ra và sự nghiêm túc của anh để nói với em một chuyện rất là quan trọng. Em biết là quan trọng rồi mà tự nhiên anh làm em hồi hộp quá à. Bộ chuyện liên quan tới ai? À thì chuyện này liên quan tới anh và em. Ủa, giả bộ cô Tám biết chuyện hai đứa mình là giả bộ hả hay sao vậy? Hay là cô Tám hối cưới nữa hả? Chứ sao? Anh không phải là gay. Thôi có em không mà cần gì phải diễn vậy, cứ sống thật với mình thì em biết mà. Anh không có diễn, anh là đàn ông đó Phượng. Anh có thể dùng hết bản chất của một người đàn ông để yêu em một cách nghiêm túc. Khoan, ủa em thấy anh không nghiêm túc hả Phượng? Hôm nay anh cực kỳ nghiêm túc luôn á. Đó giờ anh nói với em là anh đâu có thích con gái đâu. Mà anh nói là anh thích Dương mà. Phượng ơi, em ngồi xuống đi, anh nói cho em nghe rõ nè. Thật sự ra
Lúc trước anh cũng nghĩ là anh thích Dương, anh có cảm tình với Dương, nhưng nó chỉ là ngộ nhận thôi Phượng. Sao anh biết ngộ nhận? Anh đã đi tới bác sĩ tâm lý rồi. Bác sĩ nói trong người anh hóc môn nữ rất là nhiều hơn hóc môn nam. Cho nên là đôi khi anh có cảm giác giống như là anh hơi nữ tính và anh cảm giác như là mình thích đàn ông. Nhưng thực sự ra bác sĩ khẳng định là anh là đàn ông và anh không thích đàn ông. Và hiện tại anh muốn nói một điều, anh lỡ yêu em mất rồi. Anh mới nói gì, anh giỡn hoài thôi. Anh không giỡn, anh yêu em Phượng. Yêu em hả? Sao tự nhiên yêu em vậy? Cái này anh cũng không giải thích được nữa. Anh không hiểu vì sao trong một khoảng thời gian vừa qua, lúc nào gặp em anh cũng vui hết, lúc nào anh cũng nghĩ tới em hết. Cảm xúc của anh không muốn dồn nén nó nữa. Anh muốn thể hiện cho em biết là anh rất là yêu em Phượng. Nhưng mà em với anh chỉ là giả bộ yêu nhau thôi mà. Sao tự nhiên yêu thiệt vậy? Thôi em, nhưng mà đó giờ anh nói là anh thích con trai, anh yêu con Dương mà. Sao tự nhiên giờ anh yêu em? Anh cũng không biết giải thích sao hết, nhưng mà nó là sự thật đó Phượng. Anh chỉ mong em có thể nào. Em rối quá. Thôi em khoan, bây giờ em không có thời gian nói gì nữa. Em còn thời gian suy nghĩ nữa. Phượng ơi, Phượng nhớ em suy nghĩ. Phượng anh yêu em, anh yêu em. Vô đi. Dạ em chào sếp ạ. Ngồi đi em. Sếp kêu em tới đây có việc gì không sếp? Không có việc gì, chỉ là lâu lâu anh em muốn gặp nhau cho nó thân tình vậy đó mà. Thân tình? Ừ. Nhưng mà giữa cấp trên với cấp dưới thì đâu có gì đâu mà phải thân tình sếp. Bậy, trước sau gì anh em mình cũng là một người chung một nhà. Chung một nhà? Sếp giỡn với em hả? Ủa sao giỡn? Sau này anh lấy chị của em là anh là anh rể của em đúng không? Em xin lỗi anh. Anh làm ơn tỉnh lại giùm em nha. Anh nghĩ sao em với anh là người chung một nhà được? Sao kỳ vậy? Cái chuyện đó là bình thường mà. Anh rể của em là anh chung một nhà được mà, đúng không? Nhưng mà anh với chị em đâu có còn yêu nhau nữa đâu. Sao không còn yêu nhau rồi? Bậy, ngồi đó, em cứ ngồi đó. Em cứ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh cho anh đây. Anh đi nước ngoài có mua cái đồng hồ này đẹp không? Đẹp. Đẹp ha. Anh mới mua đúng không? Ừ đó. Trời ơi cái đồng hồ. Mà cái đồng hồ của anh cũng đẹp quá trời rồi anh mua. Đâu, cái này anh mua tặng cho em đó chứ, đeo thử đi. Em có đồng hồ rồi anh. Không, cái này mới hơn, hàng nước ngoài. Anh đừng có nói là anh định mua chuộc em bằng cái đồng hồ này hả? Em nói cái gì nặng nề vậy? Ai mà mua chuộc, cái này là anh em thân tình, anh muốn tặng cho em cái đồng hồ, hiểu chưa? Em nói cho anh nghe nè, cho dù bây giờ mà anh có mua cho em cái căn hộ đi chăng nữa, nguyên một cái nhà lớn đi chăng nữa, thì cũng đâu có si nhê gì đâu anh. Em sao á? Sao em có thành kiến với anh quá vậy hả? Anh đâu có làm gì sai đâu, đúng không? Anh làm gì sai không? Em đâu có thành kiến gì với anh đâu. Anh đâu có làm gì sai. Đúng mà rồi. Anh đâu có làm gì sai với em. Nhưng mà anh làm cái gì sai với chị em thì chị em mới bỏ anh chứ. Em nói đúng không? Thì cái chuyện đó là... Thì thôi như anh sai. Anh xin lỗi được chưa? Anh xin lỗi. Nhưng mà muộn rồi anh. Sao mà muộn được? Em sao á? Em với Maria y chang nhau chung một lò ra hay sao? Muộn là sao? Nhưng mà em hỏi anh nè, anh thương chị em lắm đúng không? Đương nhiên. Em thông báo cho anh một tin vui, vô cùng vui luôn. Vui vậy, vui vậy? Chị em có bồ, có người yêu mới. Vui ông nội tôi vui. Vui khúc nào? Thì chị em có người yêu, thì anh yêu chị em, thì khi chị em có người yêu thì tất nhiên anh phải ủng hộ chị em. Thằng nào? Ai? Người yêu là ai? Anh làm gì ghê vậy anh? Em... À không, anh chỉ hơi bối rối một chút thôi. Ai? Người yêu là ai vậy em? Thì cái đó anh tự đi tìm hiểu, em đâu có biết. Tại sao vậy? Anh yêu Thủy quá mà. Em phải tìm cách nào giúp anh đi chứ. Thiệt. Làm sao mà em giúp anh được? Trong khi mà anh ghen tuông vậy, với lại anh với chị em đâu có còn yêu nhau nữa đâu mà. Còn yêu nhiều lắm em ạ. Anh biết lỗi rồi. Không có được đâu anh. Không bao giờ được. Never, mãi mãi không bao giờ được đâu anh. Tại sao không được? Anh yêu Thủy mà. Thì tại vì anh không có thật lòng với chị của em. Em nói giỡn đúng không? Nãy giờ giỡn với anh cho vui đúng không? Đâu có giỡn với anh đâu. Thủy không có bạn trai đúng không? Chị em có bạn trai. Mày giả bộ mày nói dối tao một cái mày chết hay sao? Em nói dối anh được cái gì đâu.
Thôi mà, năn nỉ mà, giúp anh đi. Anh em nghĩ là em với anh nên giữ khoảng cách giữa nhân viên với sếp. Cho nên là nếu mà anh kêu em tới đây á, không có việc thì em xin phép anh em đi về. Em chào anh, em cảm ơn anh. Cái đồng hồ đó. Trên trời xuống dưới đất nè, gặp bà tám chung quán là biết tất nè. Ai thương ai hay ai thường hay khóc nhè. Tập hợp tại quán cà phê ngồi tám nhé. Trong một chung cư cấp 3, tôi tàn nằm bên cạnh khu chung cư Nguyễn Nga. Ai dọn tới, ai dọn đi, ai đi đâu, ai làm gì, hỏi bà tám là biết hết. Nhưng đã ghi trong nhật ký chuyện gì vậy. Bình tay lại đừng nghe điều tầm bậy thị phi. Các kiểu dối trá đôi điều, hãy tự tin rằng em rất đáng yêu. Tình vừa tình yêu sẽ có người đã xa đang hệ. Dù vấp ngã hãy đứng lên và nói I'm ok. Đừng bỏ cuộc vậy như thế, chỉ vì miệng lên trần thế. Hãy cứ sống và nuôi đam mê sẽ có ngày vinh quang trên đường về. Nè, nè. Biết